Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, cũng là thứ bảy đầu năm Nhâm Dần. Xin mọi người cùng hiệp ý với Thanh, dâng lên mẹ mùa xuân thiết tha, dâng lên mẹ ngàn hoa thắm tươi, dâng mẹ một mùa xuân mới. Xin mẹ thương đến mọi gia đình đang an vui cũng như sầu khổ, đang hạnh phúc cũng như bất hạnh, đang sum vầy cũng như chia lìa, tang thương vì cơn đại dịch. Mẹ ơi, con xin phó thác cuộc sống chúng con trong tay mẹ. Có mẹ đồng hành con vững bước, dẫu đường gập gần hay sóng gió, bên mẹ dù gian khó con lo gì. Xuân